Vòng đấu thứ đổi 3 bên thì à? nó sẽ cũng sẽ Lisbon nó chọn bên phía đội 2 à? Đội 2. Ván đầu thì họ chọn bên ảo phía đội đấy. 1. Sao ván 2 giữ nguyên. Giờ đến ván 3 sao này ván 2 thì bên phía đoàn là... X lại chọn đội 2. Rất ảo đến từ đôi bên. Nhưng mà để xem ý đồ chiến thuật của họ khi mà chọn bên phía đội 2 sẽ là gì. Họ vẫn duy trì được cấm Corki và Azir, tôi nghĩ là như vậy. Còn Dranex thì họ đã tự tay cấm đi Ngộ Không giống như bên phía đội 2. Con Rentaclas là con bài MVP cho Barrel tại cái đấu thứ 2 thì Dranex cũng tự tay cấm bỏ. Và để xem là bên phía của Lissabox thì họ cần phải cấm thêm Zeri nữa. Đây thực sự là con bài mạnh tại 12-11 và không ai muốn nó xuất hiện thêm một lần nữa cả. Sức mạnh đến từ nó đã được kiểm chứng ở trong cái đấu đầu tiên khi mà Prince có được hai mà hàng cục sớm thôi. Anh ta đã thể hiện khả năng gây sát thương cực kỳ lỗi từ con bài này. Để xem là cái sự lựa chọn cấm đến từ cái bên nó có gì thay đổi không ở ván đấu quyết định khi mà Lissabox họ quyết định là chọn ở bên phía của đội 2 thay vì là đội 1 như là ở ván đấu đầu tiên. Và ván đấu thứ hai thì Dranex họ cũng lựa chọn đội phía của đội 2 chứ không phải là đổi sang đội 1 như là cái quyết định bên phía của Lissabox. Để xem là cái sự thay đổi này nó có đem lại những cái sự khác biệt gì ở ván đấu thứ 3 so với hai ván đấu trước hay không, khi mà Lissabox ban đi Zeri, Corki cộng với Lucian thì đây sẽ là Ahri được hở ra dành cho bên phía của Dranex. Thêm một yếu tố nữa là con Lissandra nó đã bị tước đi rồi thì nó sẽ không có một lượt counter pick một cách trực quan dành cho Closer ở khu vực đứng giữa với lượt first pick vừa rồi mà Dranex họ tạo ra dành cho Zika. Một con bài mà nó sẽ giúp cho Zika tạo ra rất rất nhiều đột biến ở trong cái khoảng thời gian giữa trận. Ở đây cũng là điểm mạnh của anh chàng này ở trong giai đoạn gần đây. Khả năng xử lý Ahri của Zika thực sự là rất ấn tượng ở những vòng đấu trước đó. Và nó đã không ít lần giúp cho bên phía của Dranex có được những ưu thế từ ngay khâu đi đường. Còn bên phía của Lissabox thì họ chấp nhận là không cấm đi con Azir của Zika. Mặc dù Zika không lấy thì Closer tôi không biết là anh ta có đủ tự tin để lấy con Azir trong kẻ đấu với Ahri hay không. Đây là kẻ đấu mặc dù Azir có thể farm an toàn khi áp lực đi đường đến từ một Ahri không phải là quá lớn, nhưng khả năng ra ra hai cánh đến từ một Ahri vẫn sẽ là vô cùng khó chịu. Và quyết định đưa ra được từ Lissabox, họ sẽ lấy Azir cho Closer trong ván thi đấu này, cùng với đó là một vị tướng đánh an toàn tại khu cánh dưới đó Tham Ken. Họ chưa vội lấy đi con Senna trong ván thi đấu này mà thay vào đó thì họ đang thách thức về phía Dranex. Liệu rằng Dranex có muốn lấy Senna trong bối cảnh là không còn Tham Ken hay không? Kalista có thể sẽ là lựa chọn dành cho Def khi mà ở ván đấu trước thì anh ta đang hoạt động tương đối là hiệu quả với con bài này. Piosic thì đánh chắc là ván đấu thứ 3 mà anh ta sử dụng cho mình Virgo luôn rồi. Chính xác là như vậy, khi mà anh ta khóa lại con bài Virgo ở trong vai trò đi rừng với kiểu lên trang bị chắc là chỉ có một mình anh ta sử dụng thôi ở giải LCK này, với kiểu lên trang bị rất là khó chịu. Và đây sẽ là một cái lựa chọn để đáp trả lại cái tín hiệu sử dụng Azir dành cho Closer. Một con Azir mà cũng có những cái ký ức nó không vui đến từ Closer ở cặp trận trước với lại các thành viên bên phía của T1, những cái cú phân chia tiếng cười của anh ta đem lại rất nhiều ưu thế dành cho T1 ở cặp trận đó. Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ, và để xem ngày hôm nay thì với kèo đối đầu Ahri cũng như là Azir này thì Closer sẽ xử lý ở trong giai đoạn đi đường như thế nào và vào giao tranh sẽ ra sao. Với việc là thêm một xạ thủ carry nữa dành cho Prince rất giống như ở ván đấu thứ hai, đó là Felius. Khi Aphelios, Azir cùng với Tham Ken xuất hiện, tôi nghĩ là mình phía Dranex nên cân nhắc cấm đi con On khu vực đường chơi của Dove. Gangplank không ngại On ở khâu đi đường, tuy nhiên nếu như để On lắp vào đội hình có Azir, Aphelios mà để kéo đến cuối trận, khi mà On bắt đầu đúc đồ những trang bị thần thoại dành cho hai carry này, nó sẽ là vô cùng nguy hiểm. Và đúng đó chính là lượt cấm đầu tiên tại phase 2 của Dranex hướng tới trong ván thi đấu này. Lissabox thì đang cấm những vị tướng hỗ trợ mang thiên hướng mở giao tranh chung với con Ahri của Zika. Và lượt cấm đầu tiên là con Rakan của Barrel đã không còn. Ngoài ra thì vẫn còn tương đối nhiều cặp đôi đường dưới mạnh trong meta hiện tại. Lực cấm con Rakan này bên phía Lissabox hạn chế được khá nhiều những cặp đôi đường dưới đối phương. Cụ thể là họ có thể hạn chế được cặp Saya Rakan, họ có thể hạn chế được cặp Rakan Ezreal. Và bây giờ khi cấm Nautilus thì cũng là một lực cấm Kai'Sa gián tiếp cho Def. On sẽ là lựa chọn cấm đến từ bên phía của Dranex. Những cái sự lựa chọn cấm nhắm vào Barrel đến từ Lissabox. Còn ở bên phía này thì có vẻ như Dranex đang muốn nhắm vào Dove. Và họ có thể thêm một lựa chọn Trundle nữa ở sự lựa chọn cấm tiếp theo của mình, khi đây sẽ là một con Trundle lắp vào đội hình hai carry đến từ Lissabox một cách khá là hiệu quả, sẽ là dàn chắn tương đối là cứng cáp đến từ bên phía của Lissabox nếu như họ có con bài này. Nhưng quyết định cuối cùng đến từ bên phía của Dranex là họ tước đi một con Gragas hoạt động ở cánh trên với kèo đầu với Gangplank đường trên của Kingan. Một con Gragas cũng được tăng sức mạnh ở phiên bản 12.11 và cái kiểu lên trang bị của Gragas với full sức mạnh pháp thuật ở thời điểm hiện tại cũng là tương đối mạnh, mà chúng ta đã được thấy những cái người chơi đường trên ở LCK như là Kin hay thậm chí là Zeus đã sử dụng rồi.
Thì đây có thể sẽ là lựa chọn Trundle, tôi nghĩ là như vậy, dành cho Froco để anh ta duy trì được cái khả năng tấn công như ở trong giai đoạn đầu tiên. Nhưng không, nó là Lee Sin. Một con Lee Sin thì thậm chí là khả năng tấn công ở trong những cái cấp độ đầu tiên nó còn tới sớm hơn và mạnh mẽ hơn dành cho người đi rừng bên phía của Lichabok. Còn tín hiệu đáp trả đến từ bên phía của Renek sẽ là gì đây? Họ đã có một đội hình có khá nhiều carry rồi, gánh Blind Ari. Và đây thêm một con Zing nữa dành cho Def chăng? Rất thú vị từ bên phía của Lichabok nha. Thường thì họ lựa chọn những vị tướng khu vực đường của mình là những carry về late game. Nhưng rừng thì Croco rất ít khi đánh những vị tướng như vậy. Anh ta thường xuyên đánh những vị tướng như là Vi, rồi Trundle, Lee Sin và Wukong. Nó đều là những con bài mang thiên hướng đánh tấn công sớm đến từ người chơi rừng bên phía của Lichabok. Các khu vực đường của họ đang là một con Azir, một con Aphelios. Đây là những mẫu đi đường tương đối kém trong việc hỗ trợ gank. Và để xem con Lee Sin của Croco sẽ phát huy tác dụng như thế nào ở đầu trận trong ván thi đấu này, hay anh ta sẽ hướng tới một con Lee Sin farm an toàn đầu trận, kiểm soát thế trận ván đấu và đánh về late game với đội hình bên phía của Lichabok. Còn quay trở lại với Dranix, không còn Rakan, Death vẫn lấy Saiya, không còn Nautilus, Barrel quyết định sách lại một con Rell. Và như vậy đội hình bên phía của Dranix đã hình thành rồi. Còn Closer sẽ lập lăng à? Nếu như vậy thì con Azir sẽ đẩy đến khu đường trên chăng? Lập lăng được phá vào Azir khu đường trên xuất hiện cho tay của Dove. Chúng ta thấy Azir được trên rất nhiều ở xếp hạng đơn hàng rồi. Nhưng đây là gần như hình như là lần đầu tiên tôi thấy con Azir xuất hiện ở LCK mùa năm 2022 trên khu vực đường trên, với việc là Dove anh ta sử dụng nó. Ngày trước thì Dove anh ta là người chơi đường giữa, và cái con Azir cũng là một con tướng tủ của đường giữa cũ bên phía của Lichabok. Đây sẽ là một cái ván đấu mà rất bất ngờ khi Lichabok tung ra bài dị ở cánh trên dành cho Dove với kèo đấu với Gangplank trong tay của Kengen. Nếu như xét về mặt chất tướng nha, bản chất tướng ở trong giai đoạn đường thì con Azir nó không ái ngại một chút nào với con Gangplank. Tay dài hơn, tầm hoạt động kỹ năng cũng xa hơn so với lại những gì mà Gangplank trong tay của Kengen sở hữu. Khu đứng giữa sẽ là kèo đối đầu thiên rất nhiều với kỹ năng khi Ari trong tay của Zika sẽ đối đầu với lại một con lập lăng trong tay của Closer. Một ván đấu mà tôi nghĩ rằng thế trận đến từ bên phía của Lichabok họ sẽ muốn đẩy mạnh hơn rất nhiều ở như so với lại ván đấu thứ nhất và ván đấu thứ hai, khi họ đang sở hữu lập lăng và Lee Sin, những con bài mà ngữ sức mạnh ở cấp 3. Zika có thể gặp nguy hiểm. Ari là một con bài rất giấy ở trong giai đoạn đầu với lượng máu thấp và lượng giáp cũng cực kỳ là hạn chế. Nếu như dính xích của Closer và trồng sóng âm vua ảnh cước vào thì tôi tin rằng đây sẽ là điểm chiến công đầu mà Lichabok muốn hướng tới ở trong cái tình huống đảo ra của Croco ở cái cấp độ 3 đó. Còn bên phía của Renex, đội hình tăng tiến sức mạnh về giai đoạn sau với Saiya với Gangplank của Kengen. Saiya trận này của Def sẽ là một con bài an toàn khi mà anh ta sẽ tự sống ở tuyến sau, khi mà Barrow sẽ đóng một cái vai trò là người mở góc tranh chính. Còn đội hình bên phía bên kia thì Lichabok cũng có rất nhiều carry nha. Aphelios cộng với Azir, scale Blade rất mạnh. Ván thi đấu thứ 3 của đội Ấn Độ giữa Dranix, đội tuyển đang bất bại trên bảng xếp hạng với 4 trận thắng liên tục, và đối thủ của họ Lichabok đã diễn tới với ván thi đấu thứ 3 quyết định. Và để xem bên nào sẽ ra về với một điểm sau ngày thi đấu hôm nay. Chúng ta đã được theo dõi những diễn biến của cặp trận đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay trên sóng của LCK tiếng Việt với bản quyền phát sóng thuộc về BoxSpot, và rất hy vọng các bạn sẽ để lại những lượt like và subscribe để ủng hộ cho BoxSpot. Mùa giải tiếp theo thì chúng ta đã có được LCK tại Việt Nam với thời lượng phát sóng hiện tại vẫn là khung giờ quen thuộc 15 giờ mỗi ngày. Và hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục có được những diễn biến hay trong cặp trận giữa Dranix cùng với Lichabok. Hai ván thi đấu đầu tiên là diễn ra rất căng thẳng rồi. Ván thi đấu thứ ba tôi dự rằng cũng sẽ là ván thi đấu mà cả hai đánh cống hiến. Với lối chơi của Lichabok đang hướng tới cho đội hình trẻ của họ là một lối chơi cực kỳ đa dạng và phong phú. Chúng ta thấy rằng Dove trong ván thi đấu này anh ta thậm chí còn mang ra Azir. Con bài này thì không lạ ở trong xếp hạng đơn, nhưng trong giải thì cũng không nhiều người dám sử dụng. Đòn phủ đầu là những gì mà Dove anh ta muốn hướng tới. Rõ ràng rồi, với chất tướng tay dài hơn so với lại Gangplank trong tay của Kengen thì đây sẽ là một điểm ngọc để giúp cho Dove hack tiền rất tốt ở cánh trên. Prince và Kael ra đường trước so với cặp đôi Saiya và Rell của Def và Barrow. Đây sẽ là sự hỗ trợ rừng đến từ Def và Barrow trong vòng rừng đầu tiên mà Pilsic muốn hướng đến cánh trên. Trong khi đó thì Croco đang solo bổ đỏ để hướng xuống cánh dưới ở trong giai đoạn ban đầu. Vòng rừng trái ngược đến từ đôi bên. Cái con Azir của Dove có một cái điểm khá là đặc biệt, đấy là nếu như sử dụng Azir ở đường trên thì bạn sẽ đẩy lên rất là cao ở trong giai đoạn ban đầu và bạn muốn sẽ là người gây sức ép so với lại đối phương. Nhưng nếu như rừng của đối phương là những con bài tấn công từ sớm thì bạn sẽ thực sự gặp nguy hiểm trong những tình huống như vậy. Dove hiểu được điều đó và anh ta đang muốn khiến cho Kengen là người đẩy cao hơn so với mình ở quân lính đầu tiên. Đang có những tình huống va chạm ở ngay cơ độ 1 đến từ Kengen và Dove. Một bên thì Kengen quyết định mang theo cái quyền năng bất diệt. Anh ta sợ rằng Gangplank của mình nếu như mang đòn phủ đầu sẽ hack tiền không lại so với cái tầm hoạt động xa đến từ Azir. Và để xem là với
tình huống va chạm sớm như vậy thì bên nào sẽ là người kiểm soát được lính tốt hơn. Tôi nghĩ là Kingan với những tình huống quy ở đầu trận có quyền năng bất diệt, anh ta vẫn sẽ là người có ưu thế nhiều hơn trong cái đấu trao đổi máu cùng với con Azir phía bên kia. Một mùa giải mà đang có khá nhiều những cái tên bị đuối hơi hơn so với mùa giải mùa xuân khá nhiều, thì biết đâu đó nếu như tiếp tục thể hiện được khả năng thi đấu tốt và một lối chơi đa dạng như thế này, Lissabok hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một chiếc vé tới với giai đoạn vòng playoff, mặc dù nó vẫn còn rất là sớm để nói. Nhưng top 6 thì bây giờ các bạn cũng có thể kể sơ sơ một vài cái tên sẽ cạnh tranh cùng với Lissabok ở tại top 6. Thì nó sẽ là những cái tên như là Nongshim Red Force, Guangdong Freak, Hanwha Life, Red Bull hay là KT Roster, đều là những đội tuyển tôi đang cảm giác như khá bất ổn định. Đồng ý. Và lỗi thì có vẻ như là xong rồi. Prince đã sửa xong lỗi của máy mình và đây sẽ là diễn biến ở phút thứ 2 ở bán đấu quyết định giữa hai đội. Cánh trên thì rõ ràng là nếu như mà đâu phải anh ta bung hết tất cả lính cast ra thì anh ta sẽ đẩy đường nhanh hơn rất nhiều. Nhưng biết được vòng dừng khởi đầu đến từ Pioxic, anh ta sẽ hướng lên nửa trên và đâu anh ta chủ động là người đánh lùi hơn một chút so với lại Kingan ở trong những cái phút giây ban đầu. Nhưng như vậy sẽ tạo ra một cái lợi thế dành cho Kingan với một con Gangplank cùng quyền năng bất diệt và những cái tình huống chế hit tới từ top laner của Redex đang cho thấy được những cái sức ép của mình nhất định so với lại chất tướng Azir của đối phương. Cánh trên đang được hướng tới đến từ Pioxic với việc là anh ta sẽ cướp bãi đá. Còn trong khi đó thì tốc độ đi rừng đến từ Croco, anh ta đang dừng lại ở bãi bùa xanh. Một pha chán thẳng ra phần xương của đối phương đến từ Renick. Và đây là một pha đổi vòng rừng trang đến từ người đi rừng của họ. Pioxic đang chưa thả cái lãnh thổ xương đen của mình tại bãi người đá đối phương. Điều đó sẽ làm cái tốc độ ăn bãi người đá này bị chậm đi khá đáng kể. Nhưng nó cũng sẽ vô tình làm mất đi cái thông tin đến từ cái vòng rừng của con Virgo này. Nếu anh ta nhả cái lãnh thổ xương đen ra bây giờ, anh ta sẽ bị lộ vị trí ngay lập tức. Và đó là điều mà anh ta không mong muốn. Anh ta di chuyển sang cướp ở bãi người đá, nhưng đợt lính đến từ Kingan thì lại không đủ đẹp để các thành viên Randex có thể hướng tới thì băng trụ sớm nhắm tới con Azir phía bên kia. Hiện tại Azir của Dove đang hết bình. Còn lại một cái bánh bích quy, ngưỡng máu còn lại là trên 50%. Và điều đó đủ để giúp cho Dove tụ trụ lại khu vực đường dưới, đường trên một cách an toàn và không bị băng trụ. Còn lúc này thì Croco đã trở lại vòng rừng của mình tại cánh trên. Wow. Tình huống bấm B về đến từ Closer đã bị ngắt và tốn của anh ta tương đối nhiều thời gian. Lee Sin của Croco lên cánh trên đã đi qua tầm nhìn, không còn bãi người đá để khai thác. Và như vậy nếu như đánh tốt, Pioxic hoàn toàn có thể có được vòng rừng 2 cua. Pha kiểm soát rừng rất tốt đến từ Pioxic và anh ta hoàn toàn đọc được cái vòng rừng của Croco ở trong pha di chuyển vừa rồi. Pha cướp người đá không bị lộ tầm nhìn, sau đó quay trở về vòng rừng gần như là kín của mình với bãi cóc cũng như là con cua ở nửa trên của đồ. Lissabok đang có ưu thế một chút ở cánh dưới. Ở cái vòng rừng đến từ Croco thì anh ta đang bắt buộc phải chạy xuống để có thể kiểm soát được con cua, giúp cho bên phía Lissabok cân bằng cua đầu so với lại đối phương. Nhưng Pioxic cũng đang có động thái tiến ra đây. Anh ta đã đi qua tầm nhìn đến từ bên phía của Lissabok rồi. Ari của Zika lại hướng lên nửa trên. Như vậy sẽ là tình huống bỏ cua và thôi. Vẫn sẽ là cân bằng cua dành cho Pioxic cũng như là Croco. Tuy nhiên thì có vẻ như cái lợi thế về mặt chỉ số các vật rừng vẫn đang nghiêng về cho người chơi rừng bên phía của Ranix nhiều hơn khi Pioxic đã cướp thành công một bãi phái rừng của đối phương. Và bây giờ Croco sau khi ăn xong cua, anh ta mới chỉ cấp độ 3, đang ăn bãi chim thậm chí là trên tầm nhìn của Zika nữa. Zika trước khi về anh ta để lại một con mắt tại bãi chim đối phương và đó là một con mắt cho phép bên phía của Ranix kiểm soát được vòng rừng của Croco là vô cùng tốt. Khu vực đứng dưới, Thiêu Đốt được đẩy vào và Barrow mất máu quá nhiều, không có hơi máu đến từ Death tốc tiến lên đến từ Free chiến công đầu dành cho Prince hay là Kale mà thôi. Nó được nhường lại dành cho vị trí của Prince nhưng mất máu quá nhiều đến từ Prince rồi. Anh ta nằm lại theo cùng với lại hỗ trợ của Radex trong tình huống này. Và Kale cũng đã phải tốc biến để rút lui. Một nỗ lực nhường mạng đến từ các thành viên Felix Box dành cho Prince. Nhưng cái giá phải trả cũng không hề rẻ tí nào. Một pha độc não rất hay đến từ Kale với tình huống lùi về đến từ Barrow. Và anh ta hất tung thành công trông sát thương đủ ổn đến từ Prince. Nhưng mà cái khả năng hồi phục đến từ những cái binh của Barrow giúp cho anh ta câu kéo đủ thời gian để Saiya của Dev gây thêm lượng sát thương, khiến cho tình huống vừa rồi nó chỉ dừng lại ở 1-1 mà thôi. Những chiến công đầu vẫn thuộc về Prince. Thì tôi nghĩ rằng đây vẫn sẽ là một chút những cái lợi thế dành cho người chơi xạ thủ bên phía của Lissabok. Anh ta hoàn toàn không mất một con lính nào trong tình huống nằm xuống vừa rồi của mình. Một chút ưu thế. Nhưng bây giờ không còn hai phép bổ trợ nữa và Prince có thể gặp nguy hiểm với tình huống tấn công đến từ Pioxic. Còn tốc biến và cú làm choáng chuẩn bị được tung ra. Barrow đang đứng sẵn vào trong bụi. Prince biết điều đó. Anh ta đang nháy rất là nhiều vào trong bụi và cần có những sự hỗ trợ dành cho Prince trong tình huống này. Rất kiên nhẫn đến từ bộ đôi bên phía của Renex. Có tốc biến ma thuật đến từ Barrow. Anh ta chủ động lộ luôn rồi bởi vì đó là một tình huống đứng rình có vẻ như sẽ khó để có thể có cơ hội tấn công cho bên phía Renex. Và bây giờ thì Croco, anh ta bắt đầu đánh vòng rừng của mình lên cánh trên với một chỉ số quái vật rừng chênh lệch nó bị ít đi rất nhiều so với tình huống trước đó. Pioxic đã mất thời gian xuống để có thể đảm bảo rằng Dev sẽ không gặp nguy hiểm khi Barrow phải lên bảng. Và điều đó làm chậm đi cái tốc độ đi rừng của con Virgo đi tương đối nhiều. Cấp độ 6 vẫn sẽ có đến từ vị trí của Croco, không chậm hơn quá nhiều so với Pioxic.
Còn đứng giữa thì Closer đang làm ổn. Ít nhất là kèo đấu này anh ta vẫn đang khiến cho JK cảm thấy vô cùng khó thở và chưa có nhiều khoảng trống để cho người chơi đứng giữa của Radex di chuyển sang hai đường cánh với con bài Azir Ahri này. Còn Azir khu đứng trên thì đến cái thời điểm mà khi mà kỹ năng Q của Azir bắt đầu cộng được nhiều điểm hơn, khả năng cấu diệt thốn hơn thì kèo đấu đó đang được kiểm soát tốt đến từ đầu. Còn đây là một pha mà hỗ trợ bên phía của Lissabox đã xử lý khá hay. Tuy nhiên thì rất tiếc là Kael đã không đủ tỉnh táo để có thể hỗ trợ thêm cho Prince trong việc gây sát thương và hạ gục được người chơi hỗ trợ bên phía của Radex. Anh ta lo sợ rằng một đòn đánh thừa của mình sẽ đủ sát thương và nó sẽ là tình huống không thể nhường mạng được dành cho Prince. Và cuối cùng là cần tới 3 hit đánh thường để Prince dứt điểm thành công được hỗ trợ của Renex ở trong pha hiếu vừa rồi. Tình huống xử lý xuất sắc ở pha đầu nhưng hơi thái quá nhường mạng ở pha sau và khiến cho Lissabox chỉ dừng lại ở một pha 1-1 mà thôi. Proko và Piosic đang anh ăn bẫy người đỏ à, bồ đỏ thì tôi ăn bẫy chim mà không. Piosic nói rằng là tất cả là của tôi, cướp cả chim cả đỏ chăng. Một tình huống di chuyển vào đấy từ JK để tăng thêm sức ép. Và có thể là đây sẽ là một tình huống mà Kroko mất cả hai bãi quái vật rừng nhé. Đường dưới lại có đánh nhau rồi. Đó là pha chủ động tấn công đến từ cái Zoom vào thủy vực. Nhưng lần này Kael là người mất máu nhiều hơn so với Barrel. Lượng sát thương đến từ Saya sát lực là vô cùng lớn trong khoảng thời gian ban đầu. Còn đường giữa thì vừa rồi Closer đã đầu tư luôn cả cái mô phòng ngắn đắc ý để trao đổi chiêu thức cùng với JK. Anh ta không tiếc những tình huống chiêu cuối như vừa rồi của con lập lăng này để có thể có được những tình huống trao đổi lời hơn về máu so với đường giữa của Radex. Và đúng là những áp lực đi đường đến từ Closer là rất tốt nha. Anh ta đang tận dụng tốt cái kỹ năng đi đường của mình để có thể khiến cho người chơi đứng giữa của Radex chưa thể tác động tới bàn đấu này được. Những gì mà JK có thể làm được từ đầu bàn đấu bây giờ có lẽ chỉ là một tiếng hỗ trợ cho Piosic trong việc cướp rừng mà thôi. Nhưng ngay sau đó là lời đáp trả đến từ Kroko. Anh ta bị cướp bùa đỏ và anh ta di chuyển sang trừng phạt lấy lục cầu bùa đỏ của Piosic. Anh chắc dẫn lối, Prince lấy máu của Def. Chỉ đơn giản là một pha poke mà thôi để có ưu thế ở khu vực hang rồng. Đây sẽ là ưu thế ở khu vực hang rồng dành cho thành viên bên phía của Lissabox. Thứ nhất là Kroko vừa cướp bùa đỏ thành công của Piosic và thứ hai là Prince cũng như là Kael có được sức ép ở cánh dưới để giúp cho bên phía của Lissabox có được con rồng ở khoảng thời gian phút thứ 8. Nhưng ở hướng ngược lại thì Renex họ đang kiểm soát rất là tốt khu vực hang sứ giả. Và đó là lý do nãy giờ cảm nhận rằng Dove anh ta cũng sao không dám đẩy lên cao. Bởi vì chỉ cần một pha đẩy láo thôi, hoàn toàn có thể là một tình huống tiếp cận đến từ Piosic khi mà nửa trên đang thuộc về tầm kiểm soát bên phía của Renex ở khoảng thời gian phút thứ 9 như thế này. Thực sự thì tôi cực kỳ thích Lissabox với cái lối chơi của họ. Họ rất thích chơi những con bài mới lạ, họ rất thích dùng kỹ năng cá nhân đi đường của mình để đọ kỹ năng với đối phương. Và họ đang mang lại những luồng gió mới tại LCK. Với Azir khu vực đứng trên của Dove, mặc dù chưa phải là một Azir quá xanh sao hay là thực sự thành công trong cái đấu với game plan của Kingen. Khó chịu. Nhưng ý nhận anh ta đã không để thua quá nhiều về chỉ số lính so với đường trên bên phía của Radex. Còn Closer thì đúng là trẻ tuổi, không có gì để mất cả. Anh ta pick lập lăng đánh kèo cùng với Ahri của JK và đang khiến cho một trong số những đường giữa đáng chú ý nhất tại thời điểm này của LCK thực sự là bị chôn chân tại đây và thậm chí bị thua kèo tương đối lớn với cách biệt đó khoảng chừng gần 2 đợt lính. Cánh dưới thì Dev cũng đang chưa thể nào có thể có được ưu thế nhiều hơn so với Prince vì xạ thủ của Lissabox đang là người cầm một mạng cục chính cộng đồng. Áp lực rất lớn mà Closer tạo ra ở trong giai đoạn đầu, mặc dù là cái tỷ lệ xích của anh ta nó không cao. Nãy giờ chúng ta mỗi lần mà camera lia ra khu vực đường giữa thì chúng ta cảm nhận rằng cái tỷ lệ sự xích siêu phàm của Closer nó không thực sự quá cao vào người của JK. Nhưng mà với biến ảnh và những cái ấn đắc ý mà anh ta tung ra vào người của JK với cái sốc điện mà anh ta đang cầm với cái ngọc tái tổ hợp mà lập lăng của Closer sở hữu, thì cái lượng sát thương cũng như khả năng đẩy đường đến từ Closer đang thực sự rất vượt trội và nó khiến cho JK con Ahri ở cấp độ 9 vẫn chưa thể có bất cứ một tình huống đảo lên đường trên để hỗ trợ cho Kingen tấn công vào Dove hay thậm chí xuống cánh dưới để hỗ trợ thêm về cho Def và Barrel. Đây sẽ là sứ giả đầu tiên được mở dành cho bên phía của DragonX ở khoảng thời gian phút thứ 10. Dove đã di chuyển ra, Kroko đã di chuyển ra, Kael di chuyển sớm hơn một chút so với nhịp di chuyển của Barrel. Và rõ ràng là DragonX không có đủ cơ sở để có thể mở sứ giả trong tình huống này. Đang là những tình huống đẩy đường liên tục rất khó chịu đến từ Dove tại khung cánh trên. Và đúng là bên phía DragonX đang chưa dám mở sứ giả một cách tự tin vì đường trên họ đang bị ép đến như vậy. Azir của Dove bắt đầu có sát thương và những tình huống đẩy lính cát của anh ta để dọn lính nó đã nhanh hơn rất nhiều so với game plan của Kingen rồi. Đường dưới lại là anh chàng dẫn lối đến từ Prince để lấy máu Dev. Dev cũng đã tung luôn bão tố đổi dậy để giữ máu cho tình huống này. Dịch chuyển của Dev chưa hồi kịp để can thiệp giao tranh tại khu vực sứ giả. Và ở cánh trên bản đồ lúc này sẽ là tình huống đánh 4v4. Hai xạ thủ hoàn toàn bỏ qua. Chiêu cuối đến từ Closer đã dùng trước đó rồi, anh ta vẫn băng vào với một tình huống đánh vào mắt và trừng phạt tốt đến từ vị trí của Kroko sau một cú sóng âm hồi cước. Dove là người nhà được mắt sứ giả,
sợi xích ép nhiều xích phải tốc biến chạy phân chia thế là đẩy hai người đối phương về, nhưng Closer biến ảnh lại không đủ sát thương của anh Cương Bảo, gõ mang dành cho Croco, đắc thắng hồi máu lại tạo ra bên hộ thể, Croco vẫn sống. Và đó là một cú quy mắc tầm đến từ Zika giúp cho anh ta hạ gục được Croco. Cầu đi cầu về quá nhanh giúp Zika có mạng và sau đó anh ta có thêm một lần biến ảnh để rút lui. Tiêu xích thì có gì để rút lui không, đấy câu trả lời là không. Dove có mạng khu vực đường trên dành cho anh ta, cùng với đó là con bắt sứ giả. Một đổi hai có lợi hơn dành cho các thành viên bên phía của Lissabon, và đó là một pha trừng phạt xuất sắc để Croco giữ lại con sứ giả dành cho các thành viên bên phía của Lissabon, và người nhặt được mắt sứ giả là Dove thả thẳng lên khu vực đường trên để lấy hoàn toàn stack chủ ở khu vực này. Một tình huống rất xuất sắc đến từ người trên rừng bên phía của Lissabon, và con Lissing top top của anh ta vừa làm một tình huống ảo thuật với cú nộ long cước trúng 2-3 thành viên của đối phương và sau đó là dồn sát thương đủ nhiều để tiến barrel lên bảng điểm số. Mũi pha xử lý rất hay đến từ Croco đem lại cho Lissabon ưu thế sau tình huống sứ giả vừa rồi, và suýt chút nữa thôi thì con sứ giả đã lấy về cái trụ đầu tiên dành cho Lissabon ở cánh trên. Có thể nói rằng khả năng đi đường đến từ Lissabon không vượt trội được so với Radek, nhưng những tình huống xử lý nhỏ của họ về mặt kỹ năng cá nhân của các thủy thủ trẻ vẫn để lại những ấn tượng rất tốt. Đây là pha đánh hạt, đánh cái mắt đến từ Closer nha. Closer biến ảnh lên để đánh vào con mắt sứ giả và tạo tiền đề cho cú sóng âm vừa cước trừng phạt đến từ vị trí của Croco. Tiêu xích đã không một lần, không dưới hai lần trừng phạt thua Croco trong ngày thi đấu này. Và sau đó là một tình huống xử lý cũng rất tốt đến từ Zika để anh ta có thể gỡ mạng. Chứ nếu như pha đó bản thân Zika không có một tình huống tung quả cầu ma thuật mắc tầm để hạ gục được con Lee Sin đó, thì đôi khi là người chơi lên rừng bên phía của Lissabon cũng sẽ không phải nằm xuống. Nhưng chung quy lại tình huống đổi mạng vừa rồi thì vẫn có lời trừng phạt Lissabon, thậm chí là sứ giả được đồ dùng luôn tại khu đường trên để ăn trụ một pha bản đồ ạ. Đây là một con Azi mặc dù đánh hơi cá nhân, nhưng anh ta thực sự xanh xa và là một nguồn sát thương tuyến sau rất uy tín cho đội phía Lissabon. Thực ra thì Azi cánh trên thì phải đánh như thế này, tức là bạn sẽ không có quá nhiều những sức ép với những tình huống đảo, mà nó sẽ làm con đi đường thiên nhiều hơn khả năng đẩy đường cũng như là khả năng gây sức ép ở một đường cánh so với lại những chất tướng của đối phương, và đây là những thứ mà Dove anh ta đang tạo dựng được ở trong những cái phút giây ban đầu so với lại con Gangplank kia trong tay của Kingan với trụ đầu toàn bản đồ vương miện suy vong đến từ Dove, một trang bị được tăng sức mạnh ở phiên bản 12.11, tăng nhẹ thôi nhưng vẫn là một cái sự bổ sung rất tốt để cho Dove anh ta tự tin hơn. Nhưng đây là pha đảo đến từ Dove, vừa nói xong là không đảo thì ngay lập tức có một tình huống roaming và suýt chút nữa thì Zika anh ta đã bị đẩy về với cú Suprema Shuffle của Dove, nhưng Zika còn đó cho mình 3 lần phi hồ và anh ta đào thoát thành công. Nhưng cũng là một tình huống di chuyển khá hay đến từ Dove. Vừa rồi là một tình huống mà anh ta có được khoảng trống sau khi để đường tại khu vực đường trên, di chuyển ra khu vực đường giữa, hỗ trợ cho Closer trong việc lấy đi cái phi hồ của Zika và tạo nên một áp lực đi đường lớn hơn dành cho con lập lăng của Closer tại khu vực đường giữa. Chính tiền đề đó đã đủ để bên phía của Lissabon sở hữu con rồng nguyên tố thứ hai của ván thi đấu này. Ánh trăng dẫn lối đến từ vị trí của Prince đưa ra nó không có địa chỉ, và nếu nó trúng thì cái dạng súng này cũng không phải là dạng súng hỗ trợ cho tình huống gank tốt lắm đến từ Prince. Croco lại sẽ ở khu đường dưới rồi. Đó là tình huống khép góc đến từ Kheo. Anh ta bị hút ngược trở lại bởi trung cuối đến từ vị trí barrel. Và đó là một tình huống anh ta nằm xuống quá nhanh. Croco còn nộ lòng cước, anh ta hộ thể bỏ chạy. Tình huống nối thủng đến từ Kingan là như thế nào đây? Bằng chứng giữ chân đối phương lại nối thủng làm chậm thành công Croco. Croco nằm xuống, Closer đang bị làm chậm. Dính sóng ngâm vội cước, nhưng đó là cái bóng của anh ta mà thôi. Kể cả là như vậy, Closer cũng rất khó về. Và đó là mạng tiếp theo dành cho Radek trong tình huống tấn công xuống khu đường dưới, lấy mạng Croco, Closer cùng với Kheo. Sai lầm đến từ KL khi mà anh ta dính quá nhiều sát thương của đối phương và anh ta không kịp kích hoạt ra giấy cũng như cú chiêu cuối còn nguyên đến từ hỗ trợ bên phía của Lissabon. Và khi mà chấp một cái chiêu cuối như vậy thì Lissabon không có cách gì để có thể thắng giao tranh được trước các thành viên bên phía của Redex. Khả năng tập trung người nhanh hơn đến từ Zika của đồng đội giúp cho họ liên tục có những cái điểm hạ gục. Còn đây là đô với phần chia thiên hạ đẩy thăng văng thành công đường Zika về, có luôn phá tổng chính xác đến từ KL. Và Zika hơi khó thoát trong tình huống này, nhưng không được Barrow bảo kê, vẫn chưa phải lên bảng điểm số đến từ vị trí của Zika. Tốc biến hạ gục đối phương đến từ Dove và Barrow có thể gặp nguy hiểm trong phản ứng. Wick đã hấp kim thuật không quá tường và biến ảnh hai lần. Lần này thì cú xích đã thành công rồi và điểm chiến công dành cho Closer. Hai mạng hạ gục nhanh chóng trở lại cho bên phía của Lissabon. Tình huống đánh ở tại khu đường dưới có vẻ là họ hơi vội. Tôi đang muốn nói rằng Lissabon không nên đánh xuống cánh dưới làm gì cả. Con Aphelios của Prince không đủ khỏe để có thể tạo tiền đề cho những tấn công xuống cánh dưới. Nhưng nếu họ đánh lên cánh trên, nếu như họ đánh xoay kênh con Azir của Dove, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Closer cùng với cả Dove đang là những người chơi có được áp lực đi đường nhiều hơn so với Radek. Còn đường dưới thì áp lực đến từ Prince trước đó nó không đủ nhiều để tạo ra những pha gank dành cho Croco. Thì hậu quả để lại cho chú gank Croco là bản thân anh ta nằm xuống cùng với cả Closer và cả Kael nữa. Nhưng khi trở lại khu đường trên, xoay quanh một con Azir có trụ một toàn bản đồ, mọi thứ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Đây chúng ta cùng nhìn lại một tình huống bị phản công rất nhanh đến từ bên phía của Radex. Và Lissabon nhanh chóng tan vỡ với cú di chuyển bọc đầu đến từ Gangplank của Kingan. Họ bỏ lại tổng cộng là 3 mạng và chỉ có được 1 mạng Barrow mà thôi.
Nhưng ngay sau đó là tình huống tấn công ra khu đường giữa đến từ con Azir được free farm, được ăn trụng một tòa bản đồ đến từ Dome. Và anh ta đóng góp quá nhiều cho tình huống tấn công vừa rồi. Những nhát xỉa của con Azir này đủ sức để lấy mạng của Zika, người đã không còn cú phi hồ nào để rút lui cả. Những gì mà Zika cố gắng làm là một cú tốc biến để rút lui, nhưng mà Dome vẫn còn tốc biến để có thể nối theo lượng sát thương đến từ những con lính cát của mình. Và cùng với đó là một sai lầm đến từ hỗ trợ của Ranex khi anh ta căn sai tầm hoạt động đến từ cái hắc kim thuật ở dạng chiến giáp. Và để rồi anh ta đi chung cùng với Zika. Thì đó là hai mạng thuộc tại cánh trên cho bên phía của Lisbon. Và hai mạng đó, một mạng thuộc về Dome, một mạng thuộc về Closer. Hai pháp sư đến từ bên phía của Lisbon vẫn đang tương đối là xanh xào ở trong ván đấu này, vẫn còn lập lăng farm hơn. Và anh ta chắc chắn là nhiều tiền hơn tương đối so với lại những gì mà Zika sở hữu ở trong những cái phút giây ban đầu. Dep đang khá là xanh xao với 202 là kia đây. Nhưng mà mình Dep liệu có thể gánh vác được trọng trách gánh đội ở trong ván đấu này của Redix hay không khi đối phương là rất nhiều carry nha. Prince anh ta cũng đang có được một cái thế trận tương đối là xanh xao với lượng farm nhỉnh hơn so với lại xạ thủ của Redix. Mạng anh ta cũng đã có một mạng và một hỗ trợ rồi, chỉ phải nằm xuống một lần mà thôi. Huyết kiếm sẽ là trang bị thứ hai mà Prince hướng tới. Ván này thì Prince anh ta không còn cô độc nữa. Tức là ván này Lissabox sở hữu nhiều carry hơn trong đội hình của mình. Ngoài Prince ra thì vẫn còn lập lăng của Closer, vẫn còn một con Azir trong tay của Dome. Và lượng sát thương mà Dome tạo ra vừa rồi là khá lớn. Zika sử dụng băng trượng không thành công và sát thương rất lớn được tạo ra đến từ Prince. Zika không còn máu để chơi game nữa và anh ta đang gặp nguy hiểm. Băng trượng dư chân thành công và lại là hắc kim thuật không quan tương đến từ Barrow. Anh ta bị hất tung lên, rút kinh hoàng kèo ngay lập tức phải tốc biến bắt luôn ra giày. Nhưng vẫn phải lấy bảng điểm số với điểm chiến công dành cho Gangplank trong tay của Kim Tuyền với tình huống mưa đại băng tầm xa. 6 đều ở phút thứ 18 dành cho cả hai bên. Một ma gục gỡ gạc cho Ranex sau khi họ để mất con sứ giả. Cú sáu gốc chuẩn xác nhưng Croco nên kìm lại. Nên kìm lại, Lissabox đang thực sự có lợi thế trước bên phía Ranex trong ván thứ 3 này. Và họ là đội tuyển trẻ nên là họ đánh có đôi khúc nó hơi bị hừng quá. Sau vừa rồi chỉ cần có sứ giả thôi là được rồi, Defler phát tốc biến đến từ Closer. Và phát tốc biến Closer cũng chỉ đổi được cái chiêu cuối đến từ Def mà thôi. Trong pha vừa rồi thì bên phía Lissabox rất tham, nhà họ đang bận ăn sứ giả một vài người. Thì có một vài tình huống giao tranh diễn ra và họ thấy rằng Barrow có một tình huống sử dụng cái hắc kim thuật lỗi. Họ muốn tấn công để hạ gục đối phương nhưng lượng sát thương tại thời điểm đó nó không đủ lớn để Lissabox có thể lấy mạng một con support trâu như là Rell trong tay của Barrow. Và được rồi, họ bỏ lại một người, đó chính là Kael. Nhưng ngay sau đó thì các thành viên Lissabox đã thành công trong việc gọi con sứ giả, lấy trụ một đường giữa của đối phương, dìu nó hút vào trụ hai, phát tốc biến của Closer để gọi là test phản xạ của Dep. Thì tôi nghĩ đó là tình huống cũng thi đấu hơi hừng quá đến từ phía Lissabox. Không, đúng, chính xác là cả hai đội đều hừng. Redix cũng hừng mà Lissabox họ cũng rất hưng phấn trong những tình huống tấn công của mình. Một pha mà Prince anh ta đầu tư cùng phong linh cùng ánh trăng dẫn lối để ép rất nhiều máu của Zika và ép luôn cả ba lần phi hồ khiến cho Zika hoàn toàn bị out ra khỏi tình huống giao tranh này. Nhưng Kael cũng hơi hưng phấn quá, Prince ở một cái khoảng cách quá xa và anh ta không thể nào follow up được theo tình huống tấn công vừa rồi đến từ bộ đôi bên phía của Lissabox. Và bản thân hỗ trợ bên phía của Lissabox phải lên bảng điểm số khi mà anh ta đâm vào quá sâu và rút ra không kịp. Kael nằm xuống nhưng vẫn là con sứ giả thành công dành cho Lissabox. Họ có được trụ một ở khu vực đứng giữa, chở con sứ giả hút thêm được một phát nữa vào cái trụ thứ hai. Một cái ưu thế khá là tốt dành cho Lissabox ở khoảng thời gian 20 phút ban đầu khi họ dẫn trước ở với khoảng cách tầm hơn 2000 trước các thành viên bên phía của Renex. Quan trọng hơn hết là những con carry đến từ Lissabox vẫn đang rất xanh xao nhỉ. Dome farm hơn. Chính xác là Dome đang có được một lượng kinh tế tôi nghĩ là đủ ổn để anh ta đối đầu được với một con Gangplank trong tay của Kingan. Thêm vào yếu tố nữa là Prince anh ta đang có một lượng farm hơn so với lại Def. Khu vực đứng giữa thì Closer cũng đang làm tốt hơn rất nhiều so với con Ahri trong tay của Zika ở khoảng thời gian phút thứ 20 này, với chênh lệch là gần 30 CS mà đứng giữa của Lissabox tạo ra. Một ván thi đấu rất thăng hoa đến từ bên phía của Lissabox với nhiều những tình huống xử lý mang tính hiệu quả cao, nhưng cũng có một vài những tình huống xử lý nó hơi hừng quá và tôi nghĩ rằng họ nên tiết chế nó lại. Đội hình của họ rất mạnh về cuối ván đấu với Azir cùng với cả Aphelios. Và ván thi đấu này thì cái áp lực gây sát thương đến từ đội phía Lissabox nó không đặt nặng lên đôi vai của Prince nữa. Mặc dù biết được rằng Aphelios của anh ta về cuối ván đấu vẫn là một sát thương rất lớn, nhưng nó không đặt tất cả mọi quả trứng của Lissabox vào một rổ Prince mà họ được chia đều ra nhiều các cá nhân. Và các cá nhân cánh trên là thi đấu tốt như vậy thì khoảng thời gian sắp tới bên phía Lissabox thậm chí đang là những người thi đấu một cách chủ động hơn. Prince có rất nhiều khoảng trống để anh ta có thể tăng tiến sức mạnh với Aphelios này. Họ đã có tới 3 dòng dẫn trước so với Ranex và tiền thì họ vẫn là dẫn trước. Về lượng trụ thì họ đã có được tổng cộng là 3 trụ so với 0 của Ranex. Việc tiến ra những mục tiêu lớn như là dòng đối với bên phía Lissabox nó thông thoáng và nó thuận lợi hơn rất là nhiều so với Ranex. Thì những gì họ cần làm là chờ 3 phút nữa dòng ra, tốc biến của Khe và cả Closer hồi lại kịp. Họ sẽ có được một tình huống giao tranh thuận lợi hơn để sở hữu cái linh hồn dòng công nghệ đó. Nếu như có linh hồn dòng công nghệ cho đội hình có nhiều carry như vậy của Lissabox thì cái điều kiện để giao tranh thắng về cuối trận là điều vô cùng đơn giản.
Xích chung đến từ Closer biến ảnh hai lần. Áp lực rất lớn, Zika hôn gió hụt rồi. Và Zika phải dùng tất cả những thứ mình có với ba lần phi hồ để có thể rút lui về sau tình huống áp lực đến từ Closer. Croco có mặt để chắc chắn rằng đó sẽ là áp lực đủ nhiều để khiến cho đường giữa bên phía của Redis buộc phải thối lùi. Áp lực ở đường cánh vẫn đang thuộc về bên phía của Lissabon. Cánh trên là một con Asia gần như là không thể cản được với những tình huống liên tục đẩy Linkat ra để đẩy. Rồi sau đó là áp lực ở khu vực đứng dưới với một con lập lăng xanh xao của Closer trước một con Ari tương đối là thọt đến từ vị trí của Zika. Khu vực đứng giữa thì không còn trụ dựa lưng nữa đến từ Def và Barrel, và chắc chắn đây sẽ không thể nào làm những tình huống, những tín hiệu đẩy cao lên đến từ con Saiya này, mặc dù là anh ta còn nguyên cả tốc biến cũng như là cú chiều cuối bắt tốn nổi dậy của mình. Tôi nghĩ rằng bây giờ bên phía của Ranex mới đang phải là những người thi đấu vội hơn. Họ đã có ít nhất một cái nước mắt trên người của Dev rồi. Nó đã được biến ảnh thành thần kiếm Muramana, và anh ta có lẽ đang là người có được cái nguồn sát thương cũng rất uy tín đến sau bên phía của Ranex. Nhưng tôi cảm giác như tuyến trước của họ đang thi đấu ở một ngày thi đấu phong độ không cao. Cụ thể thì Barrel có những tình huống mở nó chưa thực sự xuất sắc với Rell, hay là Zika ở trong ngày thi đấu này khi gặp phải một người chơi đang có được cái khả năng đi đường tốt như Closer và các bài lập lăng thì anh ta chưa thể được nhiều. Khả năng tác động ra đường cánh của anh ta dọn đi đường gần như không có. Rồi bước vào những tình huống giao tranh thì pha phi hồ lên của anh ta có thể sẽ nhận lại quá nhiều sát thương đến từ Asia, đến từ lập lăng, đến từ cả Aphelios nữa, khiến cho anh ta chưa có được nhiều những tình huống make play thuận lợi. Và chính vì điều đó nên là Death đang chưa có nhiều khoảng trống để có thể gây được sát thương tuyến sau với con bài Saiya này. Và mọi sự khó khăn đều đang khiến cho bên phía của Ranex tỏ ra yếu thế hơn trong ván đấu quyết định với bên phía của Lissabon. Cũng như Lissabon trong khoảng thời gian gần đây thì họ bắt đầu thi đấu một cách chậm lại. Trước đó họ chỉ dừng lại một pha đổi chiêu cuối giữa Closer cùng với Zika, chứ họ không quyết định đầu tư những phép bổ trợ quan trọng để ăn một mạ gục. Tôi đồng ý với ý kiến của Tùng là con Ari của Zika trong ván đấu này anh ta thi đấu tương đối là mờ nhạt. Mà thêm một cái yếu tố nữa là đúng như Tùng nói, nếu như Zika anh ta phi hồ láo với những tình huống mà phi hồ thẳng mặt vào con Aphelios của Prince với lượng giáp tôi vừa đá qua là tầm 6-9 giáp ấy từ Zika, với lượng máu tầm hơn 2000 như thế này, thì chỉ cần một cái cú, những cái cú chí mạng của nhà anh chàng dẫn lối đến từ Prince với cái dạng súng thuận lợi thôi thì nhiều khả năng Zika sẽ không còn máu chơi game nữa, như cái tình huống trước đó ở khu vực hàng sứ giả mà anh ta phải đón nhận với pha dồn sát thương đến từ sạn thủ của đối phương. Còn đây là pha Barrel bị đá về và Barrel nằm xuống. Ui, quá nhanh, quá nguy hiểm, một pha xử lý cực kỳ nhanh tay, và đó là nỗ lực cước tốc biến cùng với pha bắt lẻ thành công đến từ Croco khiến cho hỗ trợ của Radex trong những nỗ lực kiểm soát tầm nhìn đã bị bắt lại. 20 giây nữa tổng ra Baron thì đang bị khởi động. Cú chiêu cuối được dùng đến từ King Ngân, nhưng pha đối thủ của anh ta thì nó có vẻ hơi mù mắt một chút. King Ngân dính sóng ngầm mất nửa cây máu, dịch chuyển được dùng đến từ Zika. Người được chọn đó là đôi nhanh ta có đồng hồ. Phía bên trong thì Baron còn khoảng chừng 4.000 máu. Croco cùng với Prince đang nỗ lực để tấn công, anh chắc lối trả ra khép vòng đối phương đến từ Prince. Đôm yếu máu nhanh ta vẫn đang cùng với cú xỉa đến từ vị trí của Crodo và Prince cùng với cả Croco mang lại Baron cho Lissabon. Phản công ngược trở ra với rất nhiều ma gục dành cho Aphelios của Prince, dành cho cả Croco. Nếu anh ta sống cơ hội cước vào đếp đã có một tiếng yếu máu. Croco bấm đồng hồ đến câu giờ, Baron xuất hiện trở lại. Croco đã phải trả giá cho đâm sâu của mình, và liệu rằng bên phía Lissabon có muốn dừng lại hay không. 2-3, họ vẫn đang muốn đánh với sát thương đến từ Prince. Prince có súng huyết tinh và anh ta cùng với Kael hạ gục thành công Baron rồi. Một mình vị trí của đếp cùng với Zika với ngân này lượng tài nguyên là không đủ để có thể giao tranh lại hai thành viên phía bên kia. 3-3 chung quy lại là như vậy, và có hai mùa lại Baron cho bên phía của Lissabon trong tình huống này. Chúng ta cùng nhìn lại tình huống xử lý rất nhanh tay đến từ Croco với pha tốc biến nội lọc cương chứ không phải Raplas đúng không ạ? Và vẫn là một cái con tướng Rell, và cái tốc độ xử lý đến từ Barrel nó quá chậm để anh ta thoát khỏi tình huống đá ngược vừa rồi đến từ vị trí của Croco. Lên bảng điểm số đến từ vị trí của Barrel, và đó là Baron dành cho bên phía của Lissabon. Và đây là con rồng thứ tư dành cho Lissabon nếu như họ ăn được nó. Closer, Croco anh ta đang ở với khoảng cách tương đối là xa, rồng khoảng 600 máu. Đó là địa mạ gục. Đếp, rồng thuộc về bên phía của Redick. Đếp, Đếp anh ta cướp được rồng. Và đó là tình huống giữ lại ván đấu dành cho Redick đến từ Đếp. Đếp vừa có một tình huống thu lông và giữ lại con rồng cho bên phía của Ranex. Rất khó hiểu, rất đáng tiếc cho bên phía của Lissabon cho tình huống vừa rồi. Rồng đã như là đồ trong túi của họ vậy, nhưng mà túi của họ bị thủng rồi, và bây giờ đó là tình huống phản công đến từ Lissabon. Cú nô lâu cước đẩy được Ari của Zika về, nhưng nó vẫn còn phi hồ. Vô ảnh cước vào nhưng sát thương của cô là không đủ, và anh ta bị giữ chân lại dưới trụ của đối phương và bắt buộc cho Kèo phải dùng cú ngập nước để cover cho Croco trong tình huống này. Vẫn còn đó mùa lại Baron cho bên phía của Lissabon, không còn áp lực đến từ bên phía của Lissabon tại rồng nữa, thì Ranex đang rất thông thoáng trong việc chia người ra để phòng ngự, và những đợt đẩy đến từ phía Lissabon đã bắt buộc phải dừng lại. Họ chưa có được bất kỳ đường lý siêu cấp nào cả.
Thực sự là ván đấu này có quá nhiều những cái bất ngờ xảy ra đến từ hai đội, với những biến số tạo ra như vậy nó khiến cho trận đấu trở nên rất hấp dẫn đến từ cuối đầu BO3 này. Ván đấu quyết định đang diễn ra theo một cái chiều hướng mà tất cả chúng ta đều không thể tin nổi, với một tình huống mà Def anh ta sử dụng chiêu hồi lông vũ để có thể cướp được con rồng thứ tư và ngăn chặn linh hồn rồng dành cho thành viên bên phía của Lý Sambok. Còn trước đó làm tình huống xử lý lỗi đến từ Barrow và dẫn tới tình huống giao tranh này. Nope, anh ta có một pha bấm đồng hồ để có thể outplay cú hôn gió đến từ Zika, rồi sau đó là anh trăng dẫn lối hụt đến từ Brin. Rất nhiều kỹ năng được tung ra không chuẩn xác đến từ cả đôi bên. Nope đẩy về tốt để tạo góc bắn dành cho xạ thủ bên phía của Lý Sambok. Và đây là một con Aphelios khi được xả sát thương thực sự rất kinh khủng đến từ cái lượng sát thương mà Prince có thể tạo ra trong giao tranh. Proko đóng đồng hồ câu thêm một chút thời gian nữa để cho Prince được bắn. Và Barrow là người nằm lại với lượng sát thương quá lớn được tạo ra đến từ một con Aphelios ba màu trang bị. Một ván đấu vô cùng căng thẳng, và mặc dù bên phía của Lisbon đang sở hữu nhiều những ưu thế hơn cho đội hình của mình trong việc đánh về cuối ván đấu, nhưng bằng một cách nào đó Radek vẫn có thể trở lại được. Chúng ta hãy cùng nhìn lại một tiếng quy đến từ Def. Anh ta chờ rồng yếu máu và sau đó giật một cú E lấy đi con rồng 196 máu có tiền thử mục tiêu về phía của Radek trước mỗi các thành viên Lisbon. Và Lisbon vẫn chưa có linh hồn rồng. Lại là một pha công thành nữa đến từ Lisbon nhắm tới trụ ngoài cuối cùng của Radek tại khung cánh trên. Liên tục là những pha áp lực đến từ Closer cùng với Croco, và bây giờ đó là một tiếng tung chiêu cuối đến từ Kingen. Ánh trăng dẫn lối đưa ra đến từ Green ở dạng súng hoàng ngục sát thương của nó không được nhiều lắm. Và tạm thời thì đợt đẩy đến từ phía Lisbon đang phải ngừng lại sau khi cú chiêu cuối Kingen dọn dẹp gần như hết đợt lính của đối phương. Có một cái yếu tố này là những cái tỷ lệ xích của Closer trong cái ván đấu này nó không thực sự cao, và cái tình huống đó nếu như cái cú xích của anh ta vừa rồi trúng vào Def thì nhiều khi là anh ta đã đủ sát thương để hạ gục xạ thủ bên phía của Redex. Khi đó thì Def anh ta chưa hồi lại cho mình chiêu cuối và tốc biến thì cũng không còn trên người nữa. Nhưng bởi vì cái cú xích của Closer hụt nó khiến cho cái tình huống mà chiêu hồi lông vũ sau đó của Def anh ta cướp thành công được con rồng nguyên tố, để đến bây giờ lại thêm 2 phút đồng hồ nữa để Redex câu thời gian tăng tiến sức mạnh dành cho các chủ lực của mình. Def sẽ có thời gian tăng đồ, Zika cũng tương tự là như vậy. Một con Ahri rất thọt ở trong giai đoạn hiện tại của ván đấu. 29 phút thì anh ta vẫn chưa xong món bà. Lượng tiền vẫn đang dẫn trước tương đối là lớn dành cho bên phía của Lisbon, nhưng họ cần phải tận dụng những ưu thế một cách tối ưu để có thể snowball ván đấu này. Vẫn còn thấy chủ động cho phía Lisbon, tôi nghĩ là như vậy. Với lượng trụ họ kiểm soát được nhiều hơn, Radek chưa ăn được bất kỳ một công trình nào của Lisbon sau khoảng chừng 29 phút thi đấu vừa qua, cho thấy được một ván thi đấu khó khăn đối với họ đến như thế nào. Và Lisbon thì cơ hội để họ có thể lấy lại linh hồn rồng nó sẽ đến sau khoảng chừng hơn phút nữa. Đồng thời điểm đó thì cũng sẽ có mục tiêu lớn khác, đó chính là Baron. Nhưng Radek liệu rằng họ có tiến ra được các mục tiêu như vậy hay không, trên tư thế là các đường của họ đều đang bị chịu áp lực đẩy đến từ phía Lisbon. Và bây giờ trụ thứ hai không đứng trên đang bị tác động rồi, nó bị Prince gây một vài lượng sát thương lên và bắt đầu ở một lượng máu rất thấp. Bên phía Lisbon có quyền nhây, họ sẽ nhây thêm một lúc nữa ăn được trụ đứng trên và giật ra các mục tiêu lớn là được. Aphelios đang rất xanh xao đến từ Prince trong cái lượng đồ của anh ta kìa. Vô cực kiếm, huyết kiếm, và đang hướng lên cho mình nỏ thần Dominic ở món trang bị thứ tư của mình. Đồ rất nhiều đến từ Prince, và bây giờ chỉ còn cần con Aphelios này gây sát thương trong giao tranh thôi, thì tôi không thể nghĩ ra được một cái viễn cảnh gì để Phoenix thắng được trong một tình huống giao tranh với khả năng bắn tới từ xạ thủ của Lisbon ở thời điểm hiện tại. Linh hồn rồng có thể sẽ có dành cho bên phía của Lisbon ở khoảng tầm 30 giây nữa khi họ đang là người hoàn toàn tầm kiểm soát ở khu vực bồ đỏ cũng như hướng ra rồng của Phoenix. Để tiến ra rồng, Redick sẽ phải mất rất nhiều thời gian, họ sẽ phải đi chung lại với nhau và họ đang không muốn làm điều đó, họ đang muốn đánh đổi mục tiêu với đối phương. Nhưng liệu Lisbon có để điều đó xảy ra hay không? Đây, Prince đi trước luôn, anh ta rất tự tin khi Kael sẵn sàng ở bên cạnh với tình huống ngập luôn. Bây giờ đến bên phía của Lisbon bắt đầu khởi động Baron rồi. Radick đang dần di chuyển ra, Lisbon đang dần di chuyển ra và Lisbon. Họ chỉ để Closer và Croco đứng vào để cướp Baron mà thôi. Closer vào lấy tầm nhìn, Croco băng thẳng vào nỗ đông cướp. Anh ta không trừng phạt được Baron thuộc về cho Music. Và Closer cũng đã quá yếu máu để giao tranh rồi. Kael băng thẳng vào cover cho Croco. Croco mất máu quá nhiều, Kael cũng tương tự là như vậy. Nhưng họ vẫn đang sống với một chấm máu và cover tốt đi từ Kael vẫn cũng gần đốt nhà. Vị trí Croco ra Baron yếu máu đứng lại cho Baron và đặt xuống double kill dành cho Closer, và Def đang là người bị kẹt lại đô đến để vét cái mạng này của Def. Bên phía bên kia thì cú dịch chuyển được dùng đến từ Kingen để có thể rút lui về nhà chính của mình và giữ lại được một bùa lại Baron duy nhất cho Radek trong tình huống này mà thôi. Và linh hồn rồng đang chờ Lisbon.
Nhưng mà liệu linh hồn dòng có cần thiết lại cho Lee Sang-bok hay không? Họ đang muốn kết thúc luôn ván đấu này khi chỉ còn một mình Kingen mà thôi. Bù lại Baron có giúp Kingen phòng ngự hay không đây? Câu trả lời sẽ là hơi khó khi khả năng clear lính đến từ bên Lee Sang-bok là rất nhiều. Độc lao thẳng vào với các lưu động, anh ta gây sức ép, Kingen gặp nguy hiểm, anh ta ăn cam nên có thể tìm kiếm một cái tình huống đạo thoát. Xích không thành công, lại thêm một cú xích đâu kết từ rồi. Nhưng không còn quan trọng nữa, đây sẽ là chiến thắng 2-1 dành cho Lee Sang-bok trong kèo đấu biểu bạ này. Một kết quả vô cùng bất ngờ trong ngày thi đấu hôm nay, và kể cả đó là một kết quả với tỷ số là 2-1 trong một ván thua thì Lee Sang-bok cũng đã khiến cho phía Radix đổ mồ hôi hột. Một ngày thi đấu mà tất cả các thành viên của Lee Sang-bok đều thi đấu một cách hết sức thăng hoa. Đối với Prince thì tại game đấu đầu tiên với Kabayashi và game đấu thứ ba với Aphelios, anh ta đã làm vô cùng nhiều thứ. Có thể game đấu thứ hai anh ta không gồng gánh được đồng đội của mình khi mà con Aphelios của anh ta không có đủ tiền đề với những sai lầm đến từ Closer. Nhưng đến với game đấu thứ ba, khi mà Dom thi đấu tốt cùng đường trên với các bạn Azir, khi mà Closer mặc dù chấp e nhưng vẫn win kèo lập lăng cùng với Ari của Zika, và khi mà